Phượng xin kính chào quý vị hôm nay thứ hai ngày 6 tháng Giêng 2020. Đến với bản tin hoạt Thịnh Đốn là chương trình đặc biệt tìm hiểu luật di dân cho Võ Thành Nhân thực hiện với luật sư Phạm Đức Tiến. Để mở đầu, Bí Phượng kính mời quý vị theo dõi phần 3. Và khi mà luật sư nói rằng là các quốc gia mà có những cái thỏa thuận những cái ký những cái hiệp ước về vấn đề mà trả người về Việt Nam, Việt Nam không nhận cái đó. Nhưng mà trên thực tế là đã có nhiều người bị trả về Việt Nam rồi mà có không? chứ, yeah, có nhiều nhưng người mà, trả về rồi. Yeah. Nhưng mà cái, cái cái vấn đề mà nhận trở lại cái người đó thì cái đó là một cái vấn đề khác. Đúng vậy, đúng vậy. Yeah. Tức là những người đó nếu mà muốn nhận lại thì họ phải có những cái điều kiện mà do sở di trú hay là mấy cái. Mấy cái vấn đề mà án lệnh mấy cái luật pháp nó cứu xét thì như vậy luật sư ở Việt Nam đâu có để mà can thiệp cho những người đó rồi làm sao mà họ nói được được cái tiếng nói của họ tới tới Hoa Kỳ được? Dạ, Trong những cái người bị trục xuất thì hầu hết và quan trọng nhất là những người đã có án tại Hoa Kỳ tức là những người đó đã vi phạm hình sự tại Hoa Kỳ sau khi vi phạm hình sự nếu một người quốc tịch Mỹ thì coi như là xong sau khi họ đã hoàn tất cái, 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 cái thời mà bỏ bị phạt thí dụ tù bao nhiêu năm vân vân đó còn đối với người chưa có thẻ xanh đó thì sau khi ra khỏi tù về cái hình sự rồi họ sẽ bị sở di trú đưa ra tòa để trục xuất tức là họ coi như hình phạt thứ hai thì cái trục xuất đó là nó dựa trên cái hình sự mà người đó đã bị phạt trong cái tòa án về hình sự nó có nhiều trường hợp nặng nhẹ khác nhau có thể là từ cái chuyện cướp giật cho đến chuyện ăn trộm, ăn cắp vân vân. Thì những cái người đã bị phạm hình sự đó thì không phải chỉ Việt Nam mà rất nhiều nước họ không muốn nhận những cái người đã vi phạm như vậy. Đó là vấn đề. Và chuyện đầu tiên là muốn được gửi về đó thì cái người vi phạm đó phải xin được cái hộ chiếu tức là cái passport của cái chính phủ của nước mà họ sẽ nhận nếu mà cái chính phủ đó không cấp passport thì họ không thể trục xuất được. tức là nếu mà những người trường hợp trong người cộng, cộng đồng người Việt Nam với chúng ta mà có những người đã về tới Việt Nam rồi tức là nghĩa là họ đã nhận được cái passport đúng rồi của Việt yeah, Nam yeah, chắc chắn coi yeah. họ giống như một công dân của Việt Nam à, đó thì yeah. họ mới có thể về lại được. Yeah. Yeah, nếu mà không có cái đó thì không được. thì cái chuyện trục xuất chỉ xảy ra những người nào mà chưa có quốc tịch Mỹ thôi. À, tức là trước năm 1995 hay là sau năm 1995 gì đó, đó không thành vấn đề nhưng mà cái chìa khóa ở đây là nếu mà đã có quốc tịch Mỹ rồi thì không có bị trục xuất. Vâng, trục xuất chỉ đặt ra với những người nào mà chưa có quốc tịch Mỹ. Bất cứ diện gì, thẻ xanh hoặc tị nạn hoặc là uh, du khách vân vân. Yeah. Tại vì người ta bàn rất là nhiều về cái mốc điểm 1995. <laughs> nhưng mà cái điểm đó... mốc điểm mà, 1995 là như thế này. 1995 là cái năm mà Mỹ và Việt Nam có bang giao chính thức. Nhưng mà đến 2008 đó thì chính phủ Bush và Việt Nam mới đạt đến một cái thỏa thuận về vấn đề trục xuất. Cái thỏa thuận đó đồng ý là những người nào đến trước tháng, theo tôi nhớ là tháng 4 1995 thì những người đó sẽ không bị trục xuất về Việt Nam hay là Việt Nam sẽ không nhận những người đó. Còn những người nào đến sau khi có bang giao với Mỹ thì Việt Nam sẽ nhận những người đó nếu người đó bị trục xuất. Nhưng một trong những điều khoản trong đó mà ở phần cuối của cái thỏa ước đó cũng nói rằng là một trong hai quốc gia nó đều có quyền chấm dứt cái thỏa ước này bất cứ lúc nào với điều kiện là thông báo cho quốc gia kia 30 ngày trước. Yeah. yeah một số người họ đã bị đẩy về mặc dù họ đến Mỹ năm 1990 hay 91 gì đó nhưng mà tại vì họ không có quốc tịch Mỹ do đó không có một sự bảo vệ nào hết không nhưng mà theo đúng cái thổi ước khi những người nào đến trước 1995 trước cái ngày mà, mà bang giao của hai nước đó, thì họ vẫn không trả về Mỹ không có trả về nhưng mà đã có cái trường hợp rồi đó luật sư mà, thì có thể có những cái kê như thế này là họ đồng ý được trả về rất nhiều người à. những cái kê mà tôi đã can thiệp tôi biết yeah cái chuyện mà sau thỏa ước cũng rất nhiều người trục xuất ở Việt Nam không nhận. À, tôi có một kê chính thức là khoảng cách đây 2 năm người đó bị trục xuất về một cái hình sự xảy ra và cái trước 2005 và đến 2005 thì người đó bị đưa ra tòa trục xuất. khi đó người đó không có luật sư chính thức đại diện và tiếng Anh rất là à, yếu kém nên người đó cũng ký luôn cái giấy là đồng ý để trục xuất thì vì không có hộ chiếu cho nên nó kéo dài họ không trục xuất người đó được cho đến 2015 thì cái người này mới xin được cái hộ chiếu thì họ bắt giữ đưa lên phi cơ và đưa về Việt Nam đến phi trường thì Việt Nam từ chối không nhận đưa trở về lại đây thì khi đưa trở về lại đây tôi mới nộp một cái motion để xin mở lại hồ sơ căn cứ vào những cái điều kiện đặc biệt của anh này là anh ta thuộc chương trình HO bố bị kẻ tạo khi mà ra tòa lần đầu tiên để trục xuất không có đại diện chính thức tiếng anh rất là yếu kém và ông tòa đồng ý mở lại hồ sơ và mình phải ra để mà trình bày lại với tòa những trường hợp đặc biệt như vậy và anh ta có lại thẻ xanh tức là anh ta được ở lại được ở lại và được lấy lại thẻ xanh <laughs> tức là dựa trên cái, cái 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 quy định mà trước năm 1995. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Mặc dù chúng ta đến sau 1995, sau cái ngày ban giao đó. Dạ. Yeah. Yeah. Tức là cũng tùy theo trường hợp, tùy theo cá nhân hợp. hoặc là yeah. mình phải có luật sư. Dạ. Yeah. Yeah. Và khi mà chúng ta nói rằng những người mà nó gọi là deportation đúng nghĩ bị trả hẳn về Việt Nam rồi đó thì từ cái ngày mà họ về tới Việt Nam coi như là cái mối dây liên hệ về vấn đề di trú của họ với Hoa Kỳ bị cắt đứt. Đúng không Không có cơ hội nào trở lại Hoa Kỳ nữa. Có chứ, có cơ nếu hội nếu nó tùy nếu theo mà cái án theo theo của họ. có uh, tùy theo cái án của họ, có thể là 5 năm mà người nào mà gọi là felony tức là hình sự, sự với từ ngập ra trọng thì phải 20 năm mới có thể xin vào lại nước Mỹ. Tức nhưng mà họ phải xin. Rồi xin vào một cái diện nào đó. Yeah, họ có yeah. vào một cái diện nào bất cứ một cái diện nào. Uh, yeah. Hoặc là bảo lãnh hoặc là đi chơi hoặc là bất cứ gì yeah. đó. Uh. Xin được cảm ơn luật sư và kính thưa quý vị, khi mà nói vào Hoa Kỳ thì có nhiều ngõ, nhiều ngách để mà vào lắm. Cái cái dạng mà người ta vào để mà đi du học, rồi đi làm ăn, đi du lịch, đi thăm con, không nhất thiết là đi du lịch nhưng mà chỉ qua để thăm con rồi cái ở lại vài bữa rồi đi về, rồi đi qua đây làm những cái ngành nghề đặc biệt. Thì trong những cái trường hợp đó thì có những người quá lớn tuổi khi mà họ đi qua đây, họ có một cái nhu cầu về vấn đề mà y tế mà họ không mua được bảo hiểm thì cái lúc mà nó sự việc nó xảy ra như vậy đó thì cái vấn đề bảo hiểm là như thế nào và cái cái người nhà mà họ đang ở hay là cái người bảo lãnh nào thì cái vấn đề đó nó sẽ được nó giải quyết như thế nào khi mà có một cái nguy kịch như vậy và dạ, thưa luật khi có những cái người mà lớn tuổi qua đây thì tất cả những người ở Mỹ đều hiểu rằng là cái vấn đề y tế ở đây rất là giá cao giá cho nên rất nên những người cao tuổi đó mua một cái bảo hiểm có tính cách du lịch gọi là travel health insurance thì trong cái travel health insurance đó nó có thể trả tất cả những cái chi phí bên này khi một cái gì một cái chuyện gì xảy ra cho họ về vấn đề sức khỏe còn nếu mà họ không mua được những cái đó khi qua đây á, thì những người nào mà đưa họ qua đây đều phải chịu trách nhiệm hết à, tức là người nhà người con nhà con hoặc là người thân gì đó là à. phải chịu trách nhiệm Ừ. Rồi những cái nhân của những người giống như là võ trưởng Toàn, Trưng Vương, Gia Long Những người đó họ nhân họ đến tuổi Thì trong trường hợp đó họ, mà họ phải mua bảo hiểm họ hết Họ nên mua bảo hiểm Tại vì không có ai lo cho họ, vâng, họ tự đi vâng, Đi giống như đi. đi du lịch vậy đó nhưng mà họ tự đi Tại vì có một số người họ nghĩ tới là khi đi qua Mỹ thì với một cái chứng bệnh của mình như vậy đó Nếu mà ở lại Mỹ trị bệnh thì nó cũng tốt Nhưng mà ở lại trị bệnh thì cũng phải có cái giá của nó Chứ không Chắc phải chắn là rồi. sở xã hội nó sẽ cung cấp cho mình Dạ yeah. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phần 4 của cuộc phỏng vấn đặc biệt luật sư Phạm Đức Tiến. Dạ, thưa luật sư là khi mà chúng ta đặt về vấn đề lợi là, là có những tu sĩ muốn đi qua Hoa Kỳ để mà hoạt động hoặc là có những cái sinh hoạt tại các nhà thờ chùa chiền thánh thất thì cái dạng tu sĩ đó có phải là một dạng để mà đi hoa Hoa Kỳ được hay không? Vâng, dạ, tu tôi... sĩ là một cái diện nó gọi là Special Immigrant. Những người đã qua đây sẽ, nếu mà bảo lãnh qua cái diện Special Immigrant với tư cách là tu sĩ, người đó sẽ có thải xanh và diện thường trú luôn. người đó có thể trong bất cứ tôn giáo nào. Cái tu sĩ đầu tiên trong một cái hồ sơ tôi làm là cũng hơn 20 năm nay là một ông mục sư từ Biên Bỉ. Rồi sau này thì rất nhiều những cái vị tu hành bên Phật giáo là tu sĩ là sang đây nếu mà cái chùa nào đứng bảo lãnh và cần một người tu sĩ sang đây tức là chỉ cần một cái temple một cái chùa cần là người đó có thể có cái cơ hội được qua vâng nhưng mà cái điều kiện trong đó nó phức tạp chứ không phải nó đơn giản như chỉ nói như vậy là cần không à. cái người đó phải thứ nhất là phải cùng một cái uh, uh, denomination đó là một cái cùng một cái ngành tôn giáo đó thì thí dụ như cũng là thiên chúa giáo nhưng bên là công giáo bên là tin lành chẳng hạn hay là phật giáo chẳng hạn là có nam tông bắc tông uh, tịnh độ tông vân vân thì cái cơ sở tôn giáo bên này và cái người mà được bảo lãnh vào phải cùng một cái ngành như vậy như là tương tự giống như những người cao đài thì họ phải là ở trong hệ phái tây ninh hoặc là ở trong hệ phái đà nẵng họ phải cùng chung một cái cái một cái tòa thánh để mà họ được bảo lãnh vào như vậy là những người đó là những người mà gọi là qua để mà lãnh đạo hoặc là qua để mà giảng dạy hay là qua để mà thực bất thành. cứ một ngành gì cái thực chất là ví dụ như bên công giáo hay phật giáo họ qua để họ, họ góp phần vào cái chuyện là mỗi một tuần họ có những cái cái giúp, lễ giúp đỡ vâng, những cái yeah. ngày lễ đó yeah. giáo lễ rồi họ có thể là giảng thêm bên phật giáo để giảng về thiền bên thiên chú giáo lại có thể những cái bài giảng về kinh chẳng hạn thì họ làm những nhiệm vụ đó tức là mình phải kể ra những cái nhiệm vụ chính của một người tu sĩ như vậy trong một cái chùa hoặc là một cái nhà thờ hoặc một cái đền đó. thì họ có cơ hội để mà đến hoa kỳ vâng hội đấy hiện nay thì có rất nhiều ạ rất nhiều người đã qua yeah. qua cái diện như vậy hoặc là mục sư hoặc là tu sĩ phật giáo yeah. Như vậy là tại vì cái mục sư và tu sĩ Phật giáo thì nó có một cái standard, nhưng mà những cái tôn giáo nhỏ giống như Cao Đài Hòa Hảo thì làm sao họ tìm được những cái standard để mà họ định được cái cái người. Thì đó. trong dạ. trường hợp đó thì lại phải có một người chức sắc rất là cao bên Cao Đài hoặc Hòa Hảo họ phải viết ra cái thủ tục bên nó như thế nào. Thí dụ như là phải tu bao nhiêu lâu mới, mới lên được đến như vậy. Yeah thì như vậy là phải liên hệ với lại ở trong nước họ mới được đi qua đây tức là họ phải có một cái người nào đó à, cho họ một cái vị trí và định được cái những cái công việc của họ. Ừ. Mỗi ngày ở trong tầm... Thí dụ như bên công giáo họ phải được ordain yeah. để mà lên linh mục chẳng hạn đó thí dụ như vậy đó thì bên Phật giáo cũng vậy phải đến cái mức nào đó để họ được coi như là chính thức thành đại đức hay gì đó vân vân tức là họ có một cái một cái nghi lễ tôn giáo và chính thức được xác định như vậy. Yeah. thì bên tin lại bên hòa hảo hay cao đà tôi nghĩ là cũng có như vậy yeah. Yeah. và cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay thì uh, luật sư tiến có thể cho biết thêm là với những cái luật mới về di dân như vậy đó uh, mà hiện nay của ông tổng thống Donald Trump với thời ông tổng thống Obama vấn đề mà người mà bị trục xuất về đó sự thật cái con số của tổng thống Donald Trump trục xuất về có nhiều hơn tổng thống Barack Obama không vậy thưa luật sư trong con số kì. của chính chính thức của Homeland Security đó, Department của Homeland Security tức là bộ nội an đó, thì chính ra là trong 3 năm cuối của Obama cái số người bị trục xuất nhiều hơn là 3 năm của tổng thống Trump yeah. nhiều hơn nhiều yeah. Yeah. nhưng mà tại vì tổng thống Donald Trump nó có dính liền tới người Việt Nam nên người ta thấy cái chuyện nó lớn ở trong cái cộng đồng người Việt có lẽ có đó là một cái à, Việt Nam thực sự mà... ra là trục xuất thực sự đã trục xuất đưa về Việt Nam không nhiều lắm đâu. Yeah. Yeah. Nhưng mà những người có bị giữ thì có để Thế trục xuất nhưng mà trục xuất không được chẳng hạn. Đó, để có bị giữ. bị yeah. giữ có nghĩa là đang chờ cái 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 passport của Việt Nam cung cấp để mà họ về Hoặc là họ đó. có thể về được. Yeah. Hoặc là họ Vì biết... theo nguyên tắc đúng là một người mà đã bị phạm tội và đã ra tòa trục xuất và ông tòa của tòa trục xuất đã ra lệnh án lệnh là trục xuất thì người đó phải bị trục xuất. đó trừ khi là xin mở lại hồ sơ như tôi vừa nói cái đó yeah. với một số những cái điều kiện gì để họ có thể xin ở lại được yeah. đó. kính thưa luật sư khi mà chúng ta nói về hôn thê hôn thú dạng mình nó gọi là Fiance, khi mà bảo lãnh qua đây đó thì hai cái trường hợp đó nó khác nhau như thế nào Dạ thưa luật sư người ta nói rằng hôn thê thì đi lẻ hơn là có có giấy hôn thú và cái 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 khác biệt căn bản đó là trong cái vấn đề vào nước Mỹ, nó chia làm hai cái diện uh, chiếu khán. Một cái nó gọi là Immigrant Visa, một cái là Non-Immigrant Visa. Immigrant Visa là cái diện mà khi vào đến phi trường, họ sẽ tiến hành cái thủ tục để có thẻ xanh ngay. Non-Immigrant Visa là những người đến đây trong một cái thời hạn. Nào đó là phải đi về. Thí dụ như là những người uh, tourist chẳng hạn, những người vào đây đi chơi hoặc những người sinh viên đi du học và đây để, để nghiên cứu thị trường vân vân thì những cái đó đều là những cái diện gọi là non immigrant visa thì khi bảo lãnh vợ hay chồng thì cái đó nó diện đó gọi là immigrant visa khi bảo lãnh được chấp thuận qua tất cả các giai đoạn chấp thuận rồi mà bước chân vào mỹ thì tại phi trường đầu tiên của mỹ họ sẽ tiến hành cái thủ tục thẻ xanh và họ sẽ đóng dấu ở trong cái thông hành đó là kể từ ngày đó người đó có thẻ xanh mặc dù cái thẻ xanh nó chưa tới nhưng mà cái người hôn thê thì Hôn thê à, là họ 15. vào đây Nó thuộc cái diện non-immigrant visa Giống như người tourist thôi Và cái visa vào đây chỉ có Hiệu lực trong 3 tháng thôi Sau 3 tháng người đó phải đi về Nếu người đó Không lập gia đình chính thức Với cái người bảo lại mình Còn nếu lập thì ở lại luôn Lập thì người đó sau đó sẽ xin thẻ xanh Tại đây Và nộp với sở di trú Và một thời gian sau họ sẽ phỏng vấn và cho thẻ xanh như vậy nó có tương tự giống như các sinh viên mà đi du học rồi có gia đình ở lại Hoa Kỳ không vậy thưa luật sư? Nó khác một cái này là nếu những người sang đây với cái diện non immigrant visa như sinh viên như là du khách vân vân, rồi gặp một người ở đây và hai người trở thành phối ngẫu với nhau đó, thì người bên này có quyền giữ người đó lại, không còn là cái loại visa nữa mà gọi là adjust cái status của mình tức là điều chỉnh cái tình trạng đang từ non immigrant visa thành immigrant yeah. thì như vậy nó cũng tương tự giống như trường hợp mà sinh viên đi học sau khi có tốt nghiệp master hay là PhD họ xin họ có công an việc làm cái sở cái hãng cho họ cái cái visa mới đúng hoặc vậy hoặc là xin yeah. cho họ cái visa mới thì họ được ở lại đúng vậy thì lúc đó họ phải làm một cái thành nguyện để xin ở lại một cách làm một công việc thường thường, thường xuyên tức là permanent position thì cái đó nó cũng rơi vào cái diện mà hồi nãy tôi nói là qua đây để làm việc đấy đó, Thay vì đi từ Việt Nam thì có thể ở ngay từ ở đây nếu người đó đang có mặt ở đây rồi Thì như vậy là chúng ta thấy được, được là Sofa so là có hai cái diện Diện thứ nhất là ở lợi với lý do là hôn nhân Diện thứ hai là có công an việc làm Nhưng ừ. mà cái diện thứ ba là làm cho những cái institute hay là làm những cái nhà thờ hay là làm những chùa chiền họ xin được cái cái vào nơi đó họ làm việc thì giống như là cái công việc không không hay là cũng giống như công việc. Dạ. Yeah. Nếu mà họ xin được thì họ đi du lịch, yeah. mà họ xin yeah. được thì họ cũng ở lại được. Yeah. Vâng. Được biết rằng có một số trường hợp đi tị nạn chính trị thì có những người là có cái immigration visa, còn có những người có nông immigration non immigration visa thì như vậy là cái tình trạng mà gọi là tị nạn chính trị khi mà vừa tới là họ được cái status thì họ lại được có những cung cấp giống như là thức ăn, nhà ở, có một cái hội để mà họ cho phép hỏi. Thì còn một số người còn lại thì họ phải phải xin rất là vất vả. Mặc dù họ là đi tị nạn chính trị và mặc dù là Hoa Kỳ là giúp của họ qua đây thì luật sư nghĩ rằng cái kê đó là nó nó có rơi vào những cái trường hợp nào mà mình có thể tìm hiểu được thêm không Dạ thưa luật sư? Không tị nạn chính trị là chuyện khác nữa. Tị nạn là nó qua đây một cái diện nó gọi là tị nạn, tức là refugee giống như người Việt Nam vượt biển ngày xưa là vào đây. Thì cái giấy tờ đầu tiên mình là refugee. Một năm sau mình mới có thể xin hành thẻ xanh được, mới có thể xin thẻ xanh được. Hoặc là những người nào đang có mặt tại Mỹ mà xin luôn tị nạn chính trị yeah. yeah, thì cái đó nó lại gọi là asylum yeah. Nó chỉ đổi cái tên đi thôi, nhưng mà cái cách cứu xét nó giống nhau, là người đó phải chứng minh là họ sợ trở về lại nước họ. Vì họ có thể bị ngược đãi tại nước họ Họ phải chứng minh được Phải chứng minh được yeah, thì mới được Tại vì có nhiều trường hợp uh, sinh viên đi qua đây du học Rồi họ không về lại Việt Nam được Tại vì họ sợ sau đó rồi họ sinh Họ ở lại họ tị nạn ở bên này Thì họ có phải thể... có những cái document Họ phải yeah. có những cái giấy tờ để mà chứng minh Để uh -huh. mà họ muốn ở lại uh -huh. yeah. Và uh, cũng xin hỏi thăm thêm là Khi mà chúng ta nói um, tình trạng di dân mà bất hợp pháp lúc đầu thì hợp pháp nhưng mà ở đây lâu cái cái visa nó hết hạn họ trở thành những người bất hợp pháp họ sống ở tại Hoa Kỳ cái con số đó cũng không ít và con số đó cũng đóng một cái con số quan trọng trong vấn đề mà công an việc làm của người Việt ừ. ở trong cộng đồng người Việt thì theo luật sư nghĩ rằng á ở Hoa Kỳ lâu lâu nó có một cái luật là nó cho người ta ở 5 năm năm hay 10 năm gì đó họ được cái thẻ xanh nó giống như người Mỹ họ rất là vui mừng khi mà họ ở đây lâu mà họ được những cái luật lệ như vậy của những đời tổng thống trước thì liệu cái đó có thể thành những cái tiền lệ mà mình có thể tin tưởng, tưởng trong tương lai có thể xảy ra không? Có thể chứ, yeah. Yeah. hoặc là amnesty tức là ân xá như yeah. cách đây mười mấy năm có ân xá họ có thể được với những một cái số điều kiện nào kèm theo trong đó. Tức là họ tới đây họ không có vi phạm hình sự ừ. hoặc là không có lái xe bất hoặc cảnh. là phải vào đây trước ngày nào chẳng hạn thì họ cho trong cái khoảng thời gian đó. Thời gian đó. Do, do đó nên có một số người họ ở lại nhưng mà họ cũng vẫn là tin tưởng là trong tương lai họ được những cái tình trạng đặc biệt như vậy nếu họ không bị bắt. Yeah. Yeah, nếu họ không bị bắt. Yeah. <laughs> yeah. Xin được cảm ơn luật sư đã cho rất là nhiều những tin tức hữu ích ngày hôm nay và hy vọng được đón tiếp luật sư trong tương lai. Vâng, cảm ơn anh cũng là cơ hội để mà trình bày với lại quý khán giả, thính giả một cái vài trường hợp mà nhiều người vẫn thắc mắc Yeah. hy vọng là cũng giúp phần nào trong những cái thắc mắc đó. Yeah. Xin cảm ơn anh và yeah. cũng xin cảm ơn quý khán thính giả đã nghe trong cái thời gian vừa qua. Yeah.